Bắp nướng gò công nóng hổi, dẻo mềm, vị ngọt tự nhiên, ăn chung với mỡ hành béo ngậy. Đặc biệt, bắp nướng trong ly kết hợp với tương ớt, ớt bột, sa tế tạo nên hương vị đậm đà, đặc trưng. Bạn đã thử chưa? Sài Gòn vào mùa mưa se se lạnh, tầm xế chiều mưa vừa dứt. Sau khi tan ca, bạn có thể tìm đến hàng bắp nướng Cờ Công nằm tại số 124 trên đường Hồng Bàng, quận 5 dưới đây để thưởng thức món bắp nướng ăn trong ly thần thánh này. Minh Sang, 48 tuổi, quê Cờ Công, Tiền Giang. Thì mình thấy cái này là cái món ăn ẩm thực của miền Tây mà ở thành phố mình thì ít có người bán, cho nên mình mới có ý định là ra mình bán để cho khách thành phố rồi ăn cho biết cái ẩm thực của nhà quê mà. Bắp ở đây được nướng trực tiếp trên lò lửa dài khoảng 1 mét. Mỗi lần nướng được từ 20 đến 30 trái. Mỗi công đoạn do một người đảm nhiệm. Ông chủ hàng bắp này sẽ là người đứng nướng chính. Trước khi lên lò nướng, bắp Gò Công trải qua nhiều công đoạn như làm nóng sơ qua khi bắp còn vỏ. Tiếp đến, bắp được lọc vỏ cho vào thùng giữ nhiệt rồi mang lên lò nướng dần. Khi bắp vàng và chín đều, người đứng bán sẽ gọt, sau đó cho vào ly trộn kèm mỡ hành, sa tế, được điều chỉnh theo mong muốn của khách. Cứ thế, hàng bắp này mỗi đêm cho ra đi từ 400 đến 500 trái. Tại vì ai số giờ ta thích cái ăn cái ly với theo như truyền thống thì ăn trái, nhưng mà giờ ta ăn trái là nó đã không có sạch sẽ này kia nọ, nó dơ tay nhưng vậy nó đòi ăn ly không à, nó làm qua ly. Rồi mình là đảm nhiệm, mình đi chợ rồi gia vị rồi mới hành, rồi mình làm hết. Rồi bắt đầu từ 1 giờ trưa là bán tới 8 hoặc 9 giờ tối, cũng thì bình quân nó khoảng 400, có thể hơn có thể không tới. Tùy theo khách muốn ăn bắp non hay bắp dẻo mà người bán sẽ lựa chọn theo ý khách. Bắp non thì mềm và ngọt, còn bắp dẻo thì dẻo như nếp và cực kỳ thơm. Mỗi trái bắp nướng có giá chỉ 10.000 đồng, kèm mỡ hành và sa tế, dù là mua nguyên trái hay chế biến sẵn trong ly. Còn gì hợp lý hơn khi vào một ngày mưa, bạn lại được thưởng thức ly bắp nóng hổi và thơm lừng này. Nếu chấm điểm, tụi mình sẽ cho hàng bắp này 9 trên 10. Vì vừa bình dân, làm người ta nhớ đến quê nhà, lại vừa sạch và vừa sáng tạo nữa chứ. Ai không thích ăn ly, có thể dặn để nguyên trái. Riêng có một điểm là mỡ hành quá nhiều, sẽ khiến bạn dễ ngán và béo đấy nhé.